trước hội nghị trung ương bất thường, vì sao Tô Đại lùi bước sửa mức xử phạt nồng độ cồn. Giới phân tích quốc tế cho rằng Chủ tịch Tô Lâm có tới 99% cơ hội để trở thành tân Tổng Bí Thư trong hội nghị trung ương bất thường sẽ diễn ra 1-2 ngày gần đây. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng, trong thời điểm hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đang dẫn trước Tô Lâm với tỷ lệ sát sao 51-49. Điều đó phù hợp với phản ứng của công luận không ủng hộ cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm có chính sách siết chặt người dân và làm lợi cho ngành công an. Việc cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng rất nhiều phần trăm tiền phạt khiến cho công luận hết sức bất bình. Đây là một trong lý do khiến Chủ tịch Tô Lâm khó có thể vượt qua Thủ tướng Phạm Minh Chính để giành ghế Tổng Bí Thư trong Đại hội Đảng 14 tới đây. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 2 tháng 8, Bộ Công an đề xuất hạ mức phạt tiền vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,2 trên 1 lít khí thở. Bản tin cho biết Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo cho nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phải chăng đây là con bài Tô Lâm đưa ra nhằm xoa dịu dư luận để dọn đường chuẩn bị lên Tổng Bí Thư? Theo đó, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất mức phạt giảm mạnh với quy định hiện hành về vi phạm nồng độ cồn với trường hợp chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Công luận đánh giá cao quyết định vừa kể của Bộ Công an và cho rằng đây là điều phù hợp với lòng dân, bởi trên thực tế các quy định về xử phạt nồng độ cồn 0% là điều hết sức bất hợp lý. Nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của số đông người dân, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch và ngành sản xuất rượu bia. 27 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên tổng số 450 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, 32 đại biểu không tán thành và 30 đại biểu bỏ phiếu chống. Việc có không nhỏ các đại biểu Quốc hội quyết định không tán thành cũng như không biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là một sự rất bất thường. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 11 tháng 6, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề xuất của Bộ Công an cho lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm. Dù rằng đề xuất này đã được Chính phủ trình Quốc hội vào đầu tháng 3 năm 2024 nhưng đã bị bác bỏ. Theo giới quan sát, quyết định vừa kể trên của Bộ Công an thực chất phát xuất phát ý chí của Chủ tịch nước. Vậy mà ông Tô Lâm đã phải chấp nhận hủy bỏ nội dung bất hợp lý vừa được Quốc hội thông qua trước đó chỉ hơn một tháng. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh đang gặp những trở ngại không nhỏ trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư tại nhiệm kỳ này, cũng như tại Đại hội 14 tới đây. Trong khi đó, chương trình tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của Chủ tịch Tô Lâm cũng bị chững lại. Đây là tin xấu trong Tô Lâm và Bộ Công an. Đồng thời, đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi sức mạnh của phe Nghệ Tĩnh sau khi thủ lĩnh Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cho đo ván vào tháng 4 năm 2024 phải ra về không kèn, không trống. Phải chăng trước hội nghị trung ương đảng bất thường dự kiến sẽ diễn ra vào ít ngày tới, Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh đang chịu sức ép rất lớn từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong khi phe tướng lĩnh quân đội đã liên kết chặt chẽ với phe Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Tô Lâm buộc phải chấp nhận lùi bước. Trong cuộc đua tranh giành quyền lực tại nội bộ của Đảng, có nhiều chỉ dấu cho thấy sức mạnh của Tô Lâm và Bộ Công an đang giảm sút rõ rệt, nhất là khi Tô Lâm và phe cánh chỉ nắm số thiểu số trong số Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin trước hội nghị trung ương bất thường, vì sao Tô Lâm lùi bước sửa mức xử phạt nồng độ cồn. Buộc phải lùi bước trước phe Nghệ An, phải chăng Tô Lâm đang lực bất tòng tâm? Sự bành trướng của thế lực Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an nhanh chóng tới mức khó lý giải. Từ một cựu Bộ trưởng Bộ Công an chưa có thứ bậc đáng kể, chỉ trong vòng thời gian hơn 6 tháng, ông Tô Lâm đã nhanh chóng trở thành nhân vật số 2 trong đảng. Sau khi Tổng Trọng qua đời, Tô Lâm đã trở thành nhân vật số 1, đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước của Việt Nam. Quyết tâm của Tô Lâm sẽ là bằng mọi giá, phải chiếm bằng được ghế Tổng Bí Thư. Hơn thế nữa, ông Tô Lâm đang có tham vọng kiêm nhiệm cả Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư theo mô hình nhất thể hóa để trở thành nhân vật giữ quyền lực tuyệt đối trong đảng, giống như bên Trung Quốc vậy. Theo giới quan sát, trong cuộc chiến giành ghế Tổng Bí Thư hiện nay, Tô Lâm đang nắm giữ thế thượng phòng nhờ kho tàng thư và các vật chứng tham nhũng của tất cả các quan chức cấp cao trong đảng. Với ưu thế đó, Tô Lâm có khả năng muốn chạm ai thì người đó sẽ bị tống vào lò. Tô Lâm có ý đồ đánh sập hệ thống quyền lực của hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh có liên quan đến Tổng Bí Thư
Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Công an cho hay cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Trước đó không lâu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Được biết, ông Hồ Đại Dũng sinh năm 1972, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chi tiết vừa kể cho thấy kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm vẫn đang tiến hành. Tuy nhiên, theo giới quan sát, dường như kế hoạch này đang có dấu hiệu chững lại. Cách đây chưa lâu, nguồn tin nội bộ cho biết Bộ Công an cũng đã chuẩn bị kế hoạch bứng một loạt các lãnh đạo cấp cao là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng như Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết các lãnh đạo cấp cao của phe Nghệ Tĩnh vẫn thường xuyên có mặt trong các cuộc họp có sự hiện diện của ông Tô Lâm như Hội nghị Quân ủy Trung ương hay mới nhất là Hội nghị Cải cách Tư pháp Trung ương ngày 31 tháng 7. Nay lại đang có tin đồn Trần Hồng Hà có thể thoát nạn. Trước đây chưa lâu, giới thạo tin từng khẳng định việc khởi tố bắt giam ông Trần Hồng Hà là điều chắc chắn. Vấn đề chỉ là thời gian. Do ông Hà đã có hàng loạt các sai phạm rất nghiêm trọng trong việc quản lý tài nguyên đất đai. Ngoài ra, ông Hà còn phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc của công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, cũng như để người Trung Quốc thâu tóm đất đai ở Việt Nam. Nhưng do được Tổng Trọng che chắn và bảo kê, nên Trần Hồng Hà đã thoát tội. Mặc dù vậy, Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 7 đã phân công ông Tô Lâm chủ trì công việc của Đảng. Chủ tịch Tô Lâm sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tuân theo sự thống nhất ý kiến của tập thể Bộ Chính trị. Cụ thể, nếu muốn xử lý các nhân sự do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì phải có sự đồng thuận theo nghị quyết tập thể Bộ Chính trị. Đây có lẽ là lý do ông Tô Lâm và Bộ Công an không dám tự tung tự tác, tiên trảm hậu tấu như thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống. Sức mạnh của ông Tô Lâm và Bộ Công an do đó cũng giảm sút rõ rệt, nhất là khi ông Tô Lâm và phe cánh chỉ nắm số phiếu thiểu số trong các tổ chức cấp cao của Đảng. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin buộc phải lùi bước trước phe Nghệ Tĩnh, phải chăng Tô Lâm đang lực bất tòng tâm? Tô Đại có chịu lùi bước chỉ để giữ chức Tổng Bí thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn? Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm hiện nay đang hết sức điên cuồng bằng mọi cách giành cho được vị trí Tổng Bí thư để nhất thể hóa theo mô hình của Trung Quốc. Bằng sức mạnh của Bộ Công an, Tô Lâm gây sức ép với các lãnh đạo cấp cao chưa bị lộ, đặc biệt là với các bí thư, chủ tịch, các tỉnh, thành, phố trên cả nước với phương châm hàng thì sống, chống thì chết. Nghĩa là phải ủng hộ và bầu cho Tô Lâm làm Tổng Bí thư trong Hội nghị Trung ương bất thường dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, cũng có những nguồn tin cho biết khả năng cao ông Tô Lâm sẽ chỉ nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư và người thay thế cho cương vị Chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Lương Cường. Đây là một bước tiến quan trọng của phe quân đội trong nỗ lực buộc ông Tô Lâm phải lùi bước. Như vậy, cơ cấu tứ trụ mới dự kiến là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Theo nguồn tin nội bộ, ông Tô Lâm và Bộ Công an gần như chắc chắn sẽ xử lý Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Mục đích để Tô Lâm tiếp tục bố trí các nhân sự thân cận vào những vị trí béo bở này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đang nhằm nhè chiếc ghế thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, ghế trưởng ban tổ chức trung ương của Lê Minh Hưng có trong dấu hiệu cho thấy bắt đầu rung lắc. Dù là nhân sự cấp cao của phe Hà Tĩnh, nhưng Lê Minh Hưng vẫn được Tô Lâm tin tưởng và trọng dụng vì ông Lê Minh Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương. Hơn nữa, hai người anh em trai của ông Hưng là Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Lê Minh Hà, hiện là nhân sự lãnh đạo của Bộ Công an, được Tô Lâm tin dùng. Thông tin mới nhất cho biết, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam C-10, sẽ nghỉ hưu và người thay thế cho tướng Hùng sẽ là Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục phó Cục C-10. Do đó, sự tin tưởng của Chủ tịch Tô Lâm đối với Lê Minh Hưng sẽ giảm sút hay không còn nữa. Theo giới thạo tin, điều này hoàn toàn phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng sớm hay muộn Lê Minh Hưng cũng phải vào lò. Sau khi phe Phạm Minh Chính vào đầu năm 2024 công khai cáo giác ông Hưng trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016-2019 phải chịu trách nhiệm trong vụ án Ngân hàng SCB của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan. Ông Lê Minh Hưng
từng là chánh văn phòng Trung ương Đảng, một nhân vật thân cận của Tổng Trọng. Việc ông Hưng bất ngờ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 vào trung tuần tháng 5 năm 2024 đã khiến công luận đặt câu hỏi tại sao ông Hưng lại được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị trong lúc nội bộ của Đảng đang rối loạn nghiêm trọng. Gần đây, sau khi nhậm chức trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Hưng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện chính trị quan trọng có sự tham gia của ông Tô Lâm. Phải chăng Lê Minh Hưng muốn chứng tỏ ông có quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tô Lâm? Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn là theo yêu cầu của Tổng Trọng với mục đích cứu Lê Minh Hưng, nhân vật được ông Trọng tin tưởng nhất mực. Nhưng trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến trách nhiệm của bà trùm Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ đô la ra nước ngoài, Lê Minh Hưng một lần nữa lại bị cáo buộc là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Do đó, Chủ tịch Tô Lâm đang đứng trước hai lựa chọn là cứu hay loại bỏ Lê Minh Hưng. Lựa chọn thứ hai có lẽ hợp lý hơn và còn tránh được tai tiếng. Đó là lý do vì sao chức trưởng ban tổ chức Trung ương của Lê Minh Hưng cũng khó có thể được an toàn. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm có chịu lùi bước, chỉ giữ chức Tổng Bí thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.